Hai các bạn, giờ mình chuẩn bị đi thăm bẫy các bạn ơi. Buổi chiều có nay đặt có ba bốn cái à. Ê, 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 ê. Bạn ơi, dính à, không dính sóc mà dính chim các bạn ơi. Rồi, dễ thương không? Đâu vô đây chú. Các bạn ơi, à, một chú chim à, dễ thương quá à, sao vô đây vậy con à, giờ mình tở qua suối các bạn ơi, đặt bảy bên suối các bạn ơi, đặt bên kia bốn cái mất hết hai cái rồi, còn hai cái một con gì, một cái dính không dính, một cái dính chim. Giờ mình qua bên suối. Rồi qua vào bên đây các bạn ơi, mình chuẩn bị đi nè. Ôi trời, đặt lên cây dính chuột các bạn ơi. Sóc không có chuột vô nữa, chán chú chuột này quá. Thăm cái tiếp hôm con nha nó ngủm á các bạn. Còn nguyên các bạn ơi, không có luôn các bạn, một cái không biết cái dính con gì các bạn coi, à dính sóc các bạn ơi, tất tất các bạn nè. Rồi trời ơi, uổng quá, hư cái đuôi luôn rồi, trời ơi tiếc thật. Đây, đây. Dạ. Ờ, dính sóc nữa các bạn ơi, à, dính sóc rồi, sóc to các bạn, ôi, to quá. Đây là chiều hôm nay mình tưởng đâu thất bại mà nghe các bạn, ôi đẹp quá. Ôi, thôi cũng được, thôi mình về các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn ngày mai.